Và tối nay City Wings có làm được điều đó hay không, hay lại là một chiến thắng nữa của đội khách và lần này sẽ nghiêng về Nha Trang Dolphins, qua đó có thể giúp họ đe dọa vị trí trên bảng xếp hạng của City Wings. Và trước khi đến với hiệp đấu đầu tiên của trận đấu thì xin mời quý vị cùng đến với những phân tích lực lượng trong trận đấu ngày hôm nay cùng hai bình luận viên Thái Ân và Thái Mẫn. Xin được cảm ơn biên tập viên Tường Vân với những thông tin tổng quan về cặp đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins trước giờ khai cuộc. Phải nói là đến lúc này thì anh hai đại bàng đúng là cái tên gây ấn tượng nhất sau hai chiến thắng ngoạn mục ngay tại thủ đô. Nổi bật trong đội hình của Hồ Chí Minh City Wings dĩ nhiên vẫn là cầu thủ gốc Việt Vi Sinh Nguyễn, một trong những hậu vệ dẫn bóng hay nhất VBA trong suốt những mùa giải đã qua. Sau hai trận đá đấu thì Vi Sinh đang đạt hiệu suất trung bình mỗi trận là 20 điểm, 8 rebound và 4 kiến tạo. Trong khi đó thì cầu thủ gốc Việt bên phía Nha Trang Dolphins đó là Dominic Thầm cũng đã chơi ấn tượng trong màn chào sân VBA ở lượt đấu trước. Dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng mà anh vẫn đã tỏa sáng trong chiến thắng trước Sài Gòn Heat và đạt chỉ số là double double với 21 điểm và 19 rebound. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cầu thủ này đó là khả năng ném phạt chưa tốt, khi chỉ thành công một lần sau 10 lần ném phạt, đạt hiệu suất là 10%. Chìa khóa giúp Nha Trang Dolphins đã đánh bại Sài Gòn Heat chính là khả năng kiểm soát khu vực dưới rổ của bộ đôi giàu sức mạnh Dominic Thầm và Leonard Whitfield. Nhưng để có được kết quả tốt trước City Wings ngày hôm nay, đội bóng phố biển cần chính xác hơn trong những tình huống ném ba từ Nguyễn Thành Đạt, Huỳnh Vĩnh Quang và đặc biệt là hậu vệ dẫn bóng Levan Jackson. Ngoài ra thì họ cũng sẽ phải chắc chiêu những quả ném phạt để không bị mất những điểm số đáng tiếc. Còn với đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings thì họ đang có thừa sự sáng tạo trong những pha lên bóng nhờ vào nhãn quan cực tốt của Vincent Nguyễn và Devon Thomas. Bên cạnh đó thì khả năng tỏa sáng của các tay ném dự bị như là Lê Ngọc Tú hay là Vladenovic Tian cũng là sự khác biệt mà City Wings có thể mang đến. Và trên tất cả, như những gì mà Vincent Nguyễn đã chia sẻ sau chiến thắng trước Thăng Long Warrior, thì sự gắn kết tập thể là sức mạnh của họ ở thời điểm này. Anh hai đại bàng đã sẵn sàng cho cuộc đi săn, nhưng cũng đừng để vẻ đáng yêu của những chú cá heo đánh lừa. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ có một đội bóng duy nhất còn giữ được mặt toàn thắng ở VBA năm nay. Ngay bây giờ hãy cùng đến với những hình ảnh tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.
Tường Vân xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là bầu không khí từ nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, sân nhà của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings, và chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận đấu thứ 8 và giải VB 2022 giữa câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và câu lạc bộ Nha Trang Dolphins. Trận đấu đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao và trên ứng dụng điện thoại HTVC. Thưa quý vị, sau 7 trận đấu đã qua thì lúc này câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 trận toàn thắng của mình. Và điều đặc biệt là hai chiến thắng đó đều diễn ra trên sân khách trước hai đại diện của thủ đô Hà Nội, đó là Hà Nội Buffaloes và Thăng Long Warriors. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì City Wings sẽ đón tiếp Nha Trang Dolphins, đội đang đứng nhì bảng xếp hạng sau khi họ giành được chiến thắng bất ngờ trước nhà đương kim vô địch là Sài Gòn Heat. Và quay trở lại với sân nhà thì bất cứ đội bóng nào cũng đều muốn giành chiến thắng để dành tặng cho người hâm mộ, đặc biệt trong những trận đầu tiên mở màn mùa giải ngay trên sân nhà của mình. Nhưng điều đặc biệt ở mùa giải năm nay và cũng khá là thú vị, đó chính là sau 7 trận đã qua thì vẫn chưa có đội nào có thể giành được chiến thắng trên sân nhà. Và để xem là anh hai đại bàng City Wings có thể giành được chiến thắng ngay trên sân nhà của mình trong trận đấu ngày hôm nay không, hay lại là một chiến thắng nữa của Nha Trang Dolphins. Và từ nãy giờ theo dõi các đội khởi động thì Tường Vân để ý lực lượng của City Wings thì rất là hứa hẹn và chắc chắn sẽ tạo nên một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Và trước khi chúng ta cùng theo dõi hai hiệp đấu đầu tiên, xin mời quý vị cùng đến với những phân tích chuyên môn của hai bình luận viên trong trận đấu ngày hôm nay, Thái Ân và Thế Mẫn. Xin được cảm ơn biên tập viên Tường Vân với những thông tin tổng quan về cặp đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins trước giờ khai cuộc. Quả thật từ lúc này thì anh hai đại bàng đang là cái tên ấn tượng nhất của VBA mùa giải năm nay sau hai chiến thắng ngoạn mục ngay tại thủ đô. Và nổi bật trong đội hình của City Wings lúc này không ai khác chính là cầu thủ gốc Việt Vincent Nguyễn, cầu thủ luôn được xem là hậu vệ dẫn bóng hay nhất của VBA suốt những mùa giải đã qua. Tính đến lúc này thì anh đã đạt được hiệu số trung bình là 20 điểm, 8 rebound và 4 kiến tạo cho mỗi trận đấu. Trong khi đó thì cầu thủ gốc Việt bên phía Nha Trang Dolphins đó là Dominic Thâm cũng đã chơi ấn tượng trong màn chào sân tại VBA. Dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng anh vẫn đạt chỉ số double double trong chiến thắng trước Sài Gòn Heat với 21 điểm và 19 rebound. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất của anh lúc này đó chính là khả năng ném phạt chưa tốt, khi chỉ thành công một lần sau một lần ném phạt và đạt hiệu suất là 10%. Chìa khóa đã giúp cho Nha Trang Dolphins đánh bại Sài Gòn Heat chính là khả năng kiểm soát khu vực dưới rổ của bộ đôi giàu sức mạnh Dominic Thâm và Leonard Whitfield. Nhưng để có được kết quả tốt trước City Wings ngày hôm nay thì họ sẽ cần phía chính xác hơn nữa trong những tình huống ném ba đến từ những tay ném như Nguyễn Thành Đạt, Quỳnh Vĩnh Quang và đặc biệt là hậu vệ dẫn bóng Cleveland Jackson. Ngoài ra thì đội bóng Phú Biển cũng sẽ phải chắc chiêu hơn những cơ hội ném phạt mà họ có được để không bị đánh mất những điểm số đáng tiếc. Trong khi đó thì với đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings thì họ đang có thừa sự sáng tạo trong những pha lên bóng nhờ vào khả năng cực tốt của Vincent Nguyễn và Devon Thomas. Bên cạnh đó thì khả năng tỏa sáng của những tay ném trên băng ghế dự bị như là Lê Ngọc Tú hay là Vladenovic Chí Anh cũng là sự khác biệt mà City Wings có thể mang đến. Và trên tất cả những gì mà Vincent Nguyễn đã chia sẻ sau chiến thắng trước Thăng Long Warrior thì sự gắn kết tập thể chính là yếu tố mạnh nhất của họ ở thời điểm này. Anh hai đại bàng đã sẵn sàng cho cuộc đi săn nhưng cũng đừng để cho những vẻ dễ thương của những chú cá heo đánh lừa mình. Và kết quả như thế nào chăng nữa thì sau trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ chỉ còn một đội duy nhất duy trì được mạch toàn thắng tại VBA. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với những hình ảnh tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Left to buy on a high note.
Xin chào mừng quý vị các bạn đến với trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins. Ngay lúc này, xin được mời ra sân đội hình thi đấu của đội Nha Trang Dolphins. Number 1, Cleveland Allen Jackson Jr. Number 2, Phùng Quốc Hưng. Number 3, Lý Mộng Sáng. Number 9, Nguyễn Quang Minh. Number 11, Nguyễn Thanh Đạt. Number 13, Phạm Thanh Tùng. Number 15, Sơn Bình Tâm. Number 24, Leonard Dion Whitfield Jr. Number 27, Lâm Quang Sáng. Number 32, Dominic Antonio Tham. Number 68, Nguyễn Albert Caleb. Number 84, Huỳnh Quỳnh Quang. Huấn luyện viên của đội Nha Trang Dolphins, Mr. John Tarper. Và ngay lúc này, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cho trao đổi đội thi đấu chính thức của đội Hồ Chí Minh City Wings. Number 0, Richard Dion Thomas. Number 1, Marco Chien. Number 3, Vincent Nguyễn. Number 7, Nguyễn Huỳnh Hải. Number 13, Tisa Tyler Parson. Number 14, Lê Công Tú. Number 20, Tân Hải Đăng. Number 21, Bùi Anh Khoa. Number 23, Vũ Đoàn Minh Phương. Number 33, Cao Đắc Lộc. Number 91, Nguyễn Thanh Phát. Number 98, Trần Văn Trung. Xin chào đón huấn luyện viên chủ của đội Hồ Chí Minh City Wings, Mr. Eric Olsen, và trợ lý huấn luyện viên ông Huỳnh Phước Vinh. Tổ trọng đài của trận đấu ngày hôm nay, Mr. Dominic Palmer, Mr. Lê Hồng Thuận và Mr. Lê Đức Anh. Ngay lúc này xin mời tất cả quý vị khán giả, các bạn cổ động viên chúng ta cùng đứng lên làm lễ chào cờ. Everyone, please rise for the national anthem. Quốc ca. Mời hai đội bắt tay, two teams please shake hands.
Như vậy là Hồ Chí Minh City Wing đã phạm 4 lỗi đồng đội rồi. Cùng với đó sẽ là hai quả ném phạt dành cho Fletnow Whitfield. Trước khi trận đấu này diễn ra thì vẫn chưa có đội chủ nhà nào giành được chiến thắng tại VBA mùa giải này. Hồ Chí Minh City Wing đang đứng trước áp lực rất lớn để phá vỡ cái dớp đó. Nhưng ngày hôm nay thì họ cũng đang có được khởi đầu không thực sự tốt trước đội khách Nha Trang Dolphins. Đội bóng vẫn đang thi đấu với tinh thần cực kỳ thoải mái. Whitfield đã thực hiện không thành công quả ném phạt đầu tiên. Và đây là cơ hội ném phạt thứ hai dành cho trung phong của Nha Trang Dolphins. Cũng không thành công. Dù Cleveland đã thành công với hai quả ném phạt đầu tiên, nhưng rõ ràng khả năng ném phạt vẫn là một vấn đề rất lớn đối với Nha Trang Dolphins. Hiệu suất ném phạt ở trận đấu với Sài Gòn Heat là không tốt. Và nó dường như vẫn đang được kéo dài đến tận thời điểm này. Devon Thomas. Huống ném rổ từ đi trung bình không thành công của Tyler Parson. Trung phong của Hồ Chí Minh City Wings ngày hôm nay vẫn đang thi đấu khá mờ nhạt với hiệu suất ném rổ không cao một chút nào. Rõ ràng khi mà trong đội hình của đội chủ nhà không có những tay ném có chiều cao tốt, cùng với đó là sức mạnh thể chất, thì rõ ràng việc tiếp cận bản đồ đối phương đang là rất khó khăn đối với đoàn quân công Eric Olsen. Lúc này thì bên phía City Wings, Bùi Anh Khoa và Trần Văn Trung cũng đã được rút ra nghỉ, và thay vào đó là Mladenovic Chí Anh và Lê Ngọc Tú. Những cầu thủ cũng đã tỏa sáng trong chiến thắng của Hồ Chí Minh City Wings trước Thăng Long Warriors, đặc biệt là trong đoạn hiệp phụ. Tiếp tục là một tình huống ném 3 nữa của Huỳnh Vĩnh Quang. Bóng không đi vào rổ. Và tình huống cướp bóng thành công là của Devon Thomas. Và dẫn bóng tốc độ rất cao của Thomas. Không có điểm cho City Wings. Vẫn đang là rất khó trong những tình huống đột phá vào khu vực bản rổ và lên rổ của các cầu thủ chủ nhà. Không có lỗi của Vincent, Lê Ngọc Tú, Devon Thomas. Lần này thì cũng không có được tình huống reverse layup cho Devon Thomas. Và một lần nữa chúng ta được thấy khả năng rebound tốt đến thế nào của Dominic Thầm. Dù là defensive hay là offensive rebound thì Dominic Thầm cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng. Dominic Thầm đã có 19 rebound trong trận đấu ra quân gặp Sài Gòn Heat, giúp cho anh đạt được chỉ số double double trong trận đấu ra quân. Huỳnh Vĩnh Quang tiếp tục là một hồi bắn 3 và quả bắn 3 thành công thứ 3 của cầu thủ này. Một hiệp đấu bùng nổ của số 84 bên phía Nha Trang Dolphins. Anh đã ghi được tới 9 điểm trên tổng số 14 điểm mà đội bóng phố biển có được từ lúc này. Rõ ràng chứng kiến diễn biến trận đấu thì huấn luyện viên Eric Olsen đã buộc phải xin hội ý. Đây là điều mà chúng ta quá dễ hiểu. Bởi mặc dù lối chơi của đội khách là khá đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Việc sở hữu hai cầu thủ số 4 và số 5 có thể hình và sức mạnh là Dominic Thầm và Zena Whitfield khiến cho hàng phòng ngự của City Wing phải tập trung khá nhiều nhân sự ở trong khu vực ở phía trong bản rổ. Và đó chính là điều kiện để cho những tay ném ở ngoài vòng ngoài có cơ hội để thực hiện những cú ném tương đối thoải mái như cách mà Huỳnh Vĩnh Quang đã ghi điểm như những phút vừa qua. Rõ ràng ở thời điểm này thì Nguyễn Thành Đạt và Huỳnh Vĩnh Quang đang có được một sự cháy nhất định trong những pha ném 3. Và nếu như không sớm tìm ra giải pháp thì rõ ràng đội chủ nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Điều quan trọng bây giờ là những cầu thủ phòng ngự hàng ngoài của City Wings sẽ cần phải gây áp lực nhiều hơn nữa. Đối với các cầu thủ tấn công của Nha Trang Dolphins thì họ có cơ hội có bóng ở ngoài vòng cung. Rõ ràng là Nha Trang Dolphins đã mang đến mùa giải năm nay một diện mạo rất khác so với mùa giải đầu tiên mà họ ra mắt tại VBA, mùa giải 2020. Ở mùa giải năm đó thì câu lạc bộ đến từ Nha Trang đã không thể vượt qua được giai đoạn vòng bảng regular season để góp mặt ở vòng playoff. Hiệp đấu đầu tiên còn 2 phút 32 giây và đội khách đang dẫn trước với khoảng cách là 8 điểm. Devon Thomas. Parson. Một tình huống đẩy vai của Parson và ném rổ không thành công. Bây giờ bóng trở về tay của Cleveland. Huỳnh Vĩnh Quang. Let now Whitfield.
một tình huống xoay sở và ném rổ đúng không thành công. Phải cần đến hai tình huống hỗ trợ đến từ Devon Thomas thì đội chủ nhà mới có được 2 điểm ở pha tấn công vừa rồi. Đó là một sự hỗ trợ rất cần thiết đến từ Devon Thomas. Ở trên sân lúc này, bên phía Nha Trang Dolphins cũng đã có sự xuất hiện của Nguyễn Việt Mỹ. Vừa rồi là tình huống tấn công vào khu bản rổ và ghi điểm thành công dành cho Final Whitfield. Devon Thomas. Lại là một pha đột phá nữa của Devon Thomas. Và trọng tài xác định có lỗi của Cleveland Jackson. Lúc này thì dường như bên phía Nha Trang Dolphins cũng đã có một sự thay đổi lối chơi. Không còn là những pha ném ba nữa mà thay vào đó là khả năng lấn vai và xoay sở ném rổ đến từ Flatnow Whitfield. Có vẻ như ông Tober đang cố gắng để tạo ra những bất ngờ trong từng thời điểm nhất định dành cho đội chủ nhà. Nhưng bây giờ sẽ là quả ném phạt dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Mỗi đội bóng sẽ phải luôn có nhiều giải pháp tấn công ở từng thời điểm nhất định. Và đến lúc này thì Nha Trang Dolphins đã cho thấy được điều đó ở trong lối chơi của mình. Quả ném phạt đầu tiên thành công của Devon Thomas. Cả hai quả ném đều chính xác. Và khoảng cách giữa hai đội lúc này là 6 điểm. Dominic Thầm cũng sẽ quay trở lại với sân. Anh sẽ vào sân thay cho Nguyễn Việt Mỹ. Cầu thủ mặc áo 68 của Nha Trang Dolphins chỉ có được ít phút ngắn ngủi ở trên sân. Một cái tên mới nữa cũng vừa mới được tung vào sân bên phía Nha Trang Dolphins là Sơn Minh Tâm. Đây chính là cầu thủ đã mắc phải 5 lỗi cá nhân và bị tước quyền đấu của trận gặp Sài Gòn Heat. Tình huống ném mid-range chính xác của Flannery Whitfield. Devon Thomas một lời đáp trả bằng cú ném 3 điểm nhưng đã không thành công. Lập tức chúng ta cũng thấy thì Flannery Whitfield với một cú defensive rebound chính xác. Vẫn là Cleveland. Dominic Thầm. Cleveland rất nhanh. Ngay sau khi thực hiện tình huống dứt điểm không thành công thì anh cũng là người đã rebound trong pha second chance và có điểm dành cho Nha Trang Dolphins. Devon Thomas. Đây là phút cuối cùng của hiệp 1 và tình huống ném 3 của Vincent bóng chỉ dội vào bản rổ. Ở trận đấu trước thì Vincent đã chơi rất hay với thành tích ghi 27 điểm giúp anh đạt được danh hiệu MVP của trận đấu. Cleveland Jackson sẽ là một tình huống bù người của Dana Whitfield và cơ hội khoảng trống dành cho Cleveland Jackson. Tiếp tục là tình huống rebound thành công của các cầu thủ Nha Trang. Đúng là quá khó cho Hồ Chí Minh City Wings trong những tình huống tranh chấp rebound ở khu vực dưới rổ. Sẽ có một tình huống end one cho Dominic Thầm. Anh đã ghi 2 điểm và có cơ hội để ghi thêm 1 điểm nữa sau quả ném phạt này. Cầu thủ đang chơi vị trí số 4 của City Wings là Emladenovic Chian. Cầu thủ có cha là người Serbia, mẹ là người Việt Nam. Cũng không có được thể hình đủ dày để tranh chấp với Dominic Thầm trong những tình huống rebound. Khoảng cách giữa hai đội lúc này đã là 13 điểm. Khởi đầu cực kỳ thuận lợi dành cho Nha Trang Dolphins. Nhưng vừa rồi cũng là nỗ lực tuyệt vời trong tình huống đột phá của trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên cũng đã khép lại với tỷ số tạm thời là 24-13 nghiêng về phía đội khách Nha Trang Dolphins. Đội bóng đã thể hiện được những lối chơi tấn công cực kỳ đa dạng ở trong hiệp đấu thứ nhất.
trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wing và Nha Trang Dolphin. Vincent Nguyễn, pha tấn công đầu tiên vẫn là đội chủ nhà. Tình huống lên rổ thành công của Lê Ngọc Tú, đó là hai điểm đầu tiên của số 14 trong trận đấu này. Là một cầu thủ thuận tay trái nên vừa rồi là vị trí lên rổ không thực sự thuận lợi, nhưng Lê Ngọc Tú vẫn rất khôn ngoan để có tình huống chuyển bóng sang tay thuận và lên rổ thành công. Phùng Quốc Hưng, Melvin Phùng cũng đã vào sân bên phía Nha Trang Dolphins. Leverland Jackson không có được cú hút shot thành công dành cho hậu vệ của Nha Trang Dolphins. Anh cũng lùi về rất nhanh để có tình huống ngăn cản tình huống lên bóng của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Cách biệt giữa hai đội lúc này đang là 9 điểm. Lê Ngọc Tú. Đột phá của Vision. Edward có 2 điểm và thêm một quả ném phạt nữa dành cho cầu thủ áo số 3 bên phía City Wings. Để chống lại khả năng rebound rất tốt đến từ phía đội khách thì đội chủ nhà cần phải có những pha đột phá và xử lý chính xác như vừa rồi của Vincent Nguyễn. Những pha đột phá đến gần bán rổ và thực hiện chính xác quả ném của mình. Đây là tình huống end one đầu tiên của Vincent Nguyễn ở ngày hôm nay. Quả ném rất chính xác. Vincent Nguyễn đã mang về 3 điểm trong pha tấn công vừa rồi cho đội chủ nhà. Whitfield. Tình huống chuyền bóng từ phần sân nhà của trung phong Plena Whitfield. Nhưng đó là một pha xử lý hơi nặng nề. Thành công, thêm 2 điểm nữa dành cho đội chủ nhà. Không thể có một kết cục nào khác trong tình huống phối hợp vừa rồi của các đội City Wing. Leverden Jackson, đó là tình huống xử lý không tốt của Melvin Phùng. Cảm giác bóng không tốt đã khiến cho cầu thủ số 2 của Nha Trang Dolphins không thể đón được đường bóng vừa rồi của đồng đội. Rõ ràng khi mà không có Dominic Thâm thì buộc chiến thuật của đội khách cũng phải có những thay đổi. Và nó đã khiến cho họ gặp khó khăn ở trong những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Devon Thomas. Vẫn là Devon Thomas. Rất chính xác. Thêm một pha qua người và ném rổ thành công. Một trong những pha bóng đẹp mắt nhất từ đầu trận đến giờ với tình huống phát mù rồi lúc no look pass của Lê Ngọc Tú dành cho Devon Thomas. Và tiếp tục là tình huống cướp bóng thành công và đây là alley-oop dành cho City Wing. Đáng tiếc là không có điểm. Vẫn là nỗ lực của Devon Thomas và thêm tình huống end one nữa dành cho City Wing. Những phút đầu hiệp 2 cực cháy của anh hai đại bàng đã giúp cho họ thu ngắn cách biệt đáng kể. Tỷ số được cân bằng 24 đều và sẽ thuộc về các cầu thủ City Wing nếu như Devon Thomas thực hiện thành công nốt quả ném phạt của mình. Nhưng bây giờ sẽ là phút thủ ý của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Rõ ràng khi bước vào hiệp đấu thứ hai này thì đội chủ nhà đã sử dụng tốc độ, sự linh hoạt của Vincent Nguyễn và Devon Thomas để tạo ra những pha tấn công rất hay về phía bản rổ bên phía Nha Trang Dolphin. Rõ ràng ông Tosper không có quá nhiều lựa chọn mỗi khi mà Dominic Thâm phải rời sân. Lập tức thì Nha Trang Dolphin đã gặp rất nhiều khó khăn. Của bà chủ cột của City Wings lúc này đang bắt đầu ném bóng vào tay hơn. Và Devon Thomas đang là người dẫn đầu về danh sách ghi điểm với 10 điểm. Điểm thứ hai là Vincent Nguyễn với 7 điểm. Và điểm thứ ba là trung phong Tyler Paxson có 5 điểm. Ngoài ra thì Lê Ngọc Tú, Local MVP của VBA mùa giải 2016 cũng đã có được 2 điểm. Cùng với đó là những tình huống cướp bóng và kiến tạo. Ở hiệp đấu thứ hai này khi mà Lê Ngọc Tú vào sân thì có vẻ như là đội chủ nhà đã có nhiều hơn những giải pháp để chơi tấn công. Chúng ta vừa xem lại một đường truyền không cần nhìn của Lê Ngọc Tú dành cho Devon Thomas và đó là một pha ghi điểm rất tuyệt vời. Bên phía Hồ Chí Minh City Wings vẫn còn rất nhiều những cái tên có thể tạo ra sự khác biệt khi được tân tung vào sân như cầu binh Nguyễn Huỳnh Hải, Tân Hải Đăng, Cao Đắc Luận hay là Huỳnh Thanh Tâm.
Một tình huống double team thành công của đội chủ nhà. Thêm một cơ hội, Vincent Nguyễn. Sẽ có hai quả ném phạt dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Người bị phạm lỗi đó là Vincent Nguyễn. Trước đó là một pha double team thành công đến từ đội chủ nhà. Đây là một tình huống mà Devon Thomas cũng đã chơi rất đồng đội. City Wings đang có được hiệu suất ném phạt khá cao với tỷ lệ 80%. Quả ném phạt chính xác của Vision. Vision là một mẫu cầu thủ luôn rất biết chắc chiều những cầu mình có được, và đặc biệt là ở những thời điểm quan trọng của trận đấu. Một mẫu cầu thủ cực kỳ đáng tin cậy bên phía City Wings. Và hai quả ném phạt thành công. Người mẫu bóng rổ Việt Nam đã từng rất tiếc nuối khi Vincent Nguyễn không thể góp mặt trong cuộc đội tuyển quốc gia, bởi vì so với một số cầu thủ Việt kiều mang hai quốc tịch là Mỹ và Việt Nam thì Vincent lại là cầu thủ mang quốc tịch Hà Lan, và rất khó để anh có thể có được hai quốc tịch theo như điều lệ quốc gia này. Đó là tình huống ném rổ từ bản thành công của trung phong bên phía City Wing. Tyler Parson vừa có thêm hai điểm nữa dành cho mình. Lúc này quan sát trên sân thì có vẻ như là Dominic Thâm mặc dù đã vào sân nhưng anh đang không có thể trạng tốt nhất. Khả năng xoay sở và tranh chấp của Dominic Thâm đang là có vấn đề. Ném ba. Cú ném rất vào tay của Tyler Parson. Nha Trang Dolphins đã bị cuốn vào lối chơi của Hồ Chí Minh City Wings. Và vừa rồi thì họ cũng đã bị bất ngờ trước một tình huống dứt điểm ngoài vòng cung của trung phong Tyler Parson. Đó chỉ mới là tình huống ném ba thứ hai của anh ở trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng cũng đã mang về cho anh 3 điểm và giúp cho City Wing vượt lên dẫn trước với cách biệt 8 điểm. Vấn đề lúc này của Nha Trang Dolphins đó chính là vị trí của Dominic Thâm. Ở hiệp đấu thứ hai này thì anh chơi rất ít. Và khi mà không có thể trạng tốt nhất thì rất khó để cho tay ném 26 tuổi này đủ khả năng tranh chấp và thi đấu với cường độ cao. Và khi mà anh không thể chơi tốt thì rõ ràng đội khách đang gặp quá nhiều khó khăn trong cách chơi. Nó khác hẳn hoàn toàn so với hiệp đấu đầu tiên khi mà Nha Trang Dolphins đã chơi rất vào tay. Nha Trang Dolphins vẫn chưa ghi được một điểm nào ở trận đấu thứ hai này sau khi hiệp đấu đã trôi qua được 2 phút 38 giây. Trong khi đó thì Hồ Chí Minh City Wings đã có được 16 điểm. Ngày hôm qua thì Sài Gòn Heat đã có được 20 điểm ở trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội Buffalo và giúp cho họ có được chiến thắng ngược dòng ngoạn mục. Chuỗi 20 điểm diễn ra trận đấu thứ tư có thể nói là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử PBA. Ngày hôm nay thì City Wings cũng đang làm được điều tương tự với chuỗi 16 điểm trong đấu thứ hai này. Như vậy chính xác thì chuỗi điểm số mà City Wings đã có được lúc này là 19 điểm sau tình huống bắn ba thành công vừa rồi của Tyler Parson. Không được, đường truyền không thành công của Dominic Thâm. Dominic Thâm đã chơi cực kỳ hay trước Sài Gòn Heat, nhưng sau đó đã có tình huống anh phải nằm sân sau tình huống va chạm và nó dường như ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Bây giờ thì đội chủ nhà đang thi đấu với một tâm lý thoải mái hơn. Devon Thomas. Vẫn là Devon Thomas, thêm một pha đột phá. Lỗ thuộc về cho vị trí số 1 của đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wing, Devon Thomas. Đó là lỗi cá nhân đầu tiên của Devon Thomas. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà số 0 bên phía đội chủ nhà phạm lỗi với đối phương. Devon Thomas có lối chơi rất nhiệt, nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh mắc 5 lỗi cá nhân và bị rút quyền thi đấu trong trận đấu gặp Thăng Long Warriors. Và đó sẽ là một bài học kinh nghiệm đối với hậu vệ dẫn bóng này bên phía City Wings. Liên tục là những pha xử lý lỗi đến từ Dominic Thâm. Vừa rồi là đường truyền không tốt dành cho Flatnow Whitfield. Đội khách vẫn chưa ghi bất cứ một điểm nào ở trong hiệp đấu thứ hai này. Dominic. Và xử lý thành công đầu tiên của Dominic Thâm. Và đó cũng là hai điểm đầu tiên bên phía đội khách ở hiệp đấu thứ hai. Tình huống ném ba. Và ném ba không thành công của Vincent Nguyễn. Mọi thứ đã xoay chuyển rất nhanh ở trong hiệp đấu thứ hai này. Đội chủ nhà đang chơi vào tay hơn. Vĩnh Quang. Cleveland.
Lúc này Nha Trang Dolphins đang thi đấu với đội hình xuất phát ném ba của Thanh Đạt. Đã có tình huống đẩy người của số 21 bên phía Hồ Chí Minh City Wings, đó là Bùi Anh Khoa. Vi Sinh Nguyễn và Lê Ngọc Tú vừa được rút ra nghỉ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Và em là Denovic và Trần Văn Trung sẽ là những người vào sân thay thế. Tình huống cướp bóng thành công và có thể sẽ làm tình huống đơn rổ dành cho trung phong của City Wings. Cú úp rổ một đầy của Tyler Parkson. Chúng ta cùng xem lại pha cướp bóng và úp rổ một tay rất điều nghệ của Tyler Parkson. Rõ ràng khi đang có tâm trạng thoải mái thì những tay ném bên phía đội chủ nhà đã thi đấu rất tự tin. Đến lúc này thì cả hai đội đều đã phạm 3 lỗi đồng đội trong hiệp đấu thứ hai này. Cách biệt đang là 8 điểm và lợi thế nghiêng về cho đội chủ nhà. Huỳnh Vĩnh Quang. Về phía Nha Trang Dolphins thì Vĩnh Quang vẫn đang là tay ghi điểm hàng đầu với 9 điểm từ 3 quả bắn 3 thành công. Lê Vinh Lan Jackson. Dominic Thâm. Đó là tình huống mà Dominic Thâm đã phạm luật chạy bước. Bây giờ thì Devon Thomas đã rời sân để nhường chỗ cho Vincent Nguyễn. Đây là lúc mà ông Olsen sẽ có những sự thay đổi để dàn trải sức cho những hiệp đấu tiếp theo. Khi cần thì Vincent Nguyễn cũng thi đấu tốt ở vai trò số 1. Em là Denovic Chí Anh. Tình huống bắn rổ không thành công của Chí Anh. Leverland Jackson. Đó là lỗi kỹ thuật dành cho huấn luyện viên Todd Bruce bên phía câu lạc bộ Nha Trang Dolphins. Những phản ứng của chiến lược gia bên phía Nha Trang Dolphins ở ngoài đường biên đã khiến cho ông phải nhận lỗi kỹ thuật từ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, quyết định rất dứt khoát. Và lỗi kỹ thuật vừa rồi của huấn luyện viên Todd Bruce sẽ khiến cho đội bóng còn phải chịu những tình huống ném phạt dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Huấn luyện viên Todd Bruce khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội Buffalo cũng luôn được biết đến là một chiến lược gia rất nóng tính và sẵn sàng có những phản ứng ở trên sân với những quyết định của các trọng tài. Quả ném phạt không thành công. Sau tình huống ném phạt của các cầu thủ City Wings thì quyền kiểm soát bóng sẽ trở về với đội khách Nha Trang Dolphins. Thành Đạt. Lên anh Quý Phiêu. Lên với Lan Jackson. Cũng động tác giả rất hay của Jackson nhưng đáng tiếc là không có được một cú bắn 3 thành công. Bây giờ là cơ hội dành cho City Wings. Tyler Parkson. Trần Văn Trung. Nguyễn Sơn Nguyễn. Đây là Chí Anh. Chính xác thì đó là Bùi Anh Khoa. Có cú tình huống hút tóc thành công của Bùi Anh Khoa. Nỗ lực rất đáng khen của cầu thủ mang áo số 21 giúp cho anh có được 2 điểm đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Lúc này ở trên sân bên phía đội chủ nhà thì Vincent Nguyễn và Tyler Parkson là hai cầu thủ đang có số thời gian thi đấu nhiều nhất là 15 phút 26 giây. Vĩnh Quang. Let now Whitfield. Lối chơi đội khách vẫn đang dựa rất nhiều vào Cleveland. Lần này là pha bắn 3 không thành công của Vĩnh Quang. Thêm một tình huống nữa cho thấy thể trạng không thực sự tốt của Dominic Thâm. Anh đã không sẵn sàng trong tình huống rebound vừa rồi. Trọng tài xác định đã có lỗi của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Tình huống phạm lỗi là của Nguyễn Thanh Đạt. Sẽ là tình huống kiểm soát bóng biên dành cho các cầu thủ City Wings.
Vincent Nguyễn. Bây giờ là pha lên bóng dành cho Nha Trang Dolphin. Quá hay! Một tình huống tiếp bóng qua người và ném rổ chính xác của Fredna Whitfield. Giờ đây thì đội khách đang rất cần những pha xử lý chính xác như vừa rồi của trung phong Big Man Whitfield. Lời đáp trả đã không thành công. Như vậy là bóng thuộc quyền kiểm soát đến từ Nha Trang Dolphin. Cách biệt bây giờ đang là 8 điểm, một khoảng cách là không quá lớn và thời gian hiệp đấu thứ hai vẫn còn tương đối dài, đến hơn 3 phút. Dominic Hâm, Huỳnh Vĩnh Quang, Lennon Whitfield. Những pha lấn vai nhưng đã không thành công của Big Man bên phía đội khách. Marson không được. Những tình huống ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Cleveland Jackson, thủ luôn chuyển bóng rất nhanh và cơ hội bắn ba dành cho Thành Đạt. Vẫn đây là các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Trọng tài sẽ định lỗi của Bùi Anh Khoa. Và sẽ có tình huống ném phạt dành cho Lena Whitfield. Đó đã là lỗi cá nhân thứ ba của Bùi Anh Khoa. Đây là quả ném phạt thứ ba của Brandon Whitfield. Hai quả đầu tiên anh đã không thành công. Điểm đầu tiên từ quả ném phạt dành cho Big Man bên phía đội khách. Anh vẫn còn một cơ hội nữa. Như vậy là hiệu suất ném phạt của Whitfield đến lúc này đang là 50%. Marson, pha xoay sở rất hay của Marson. Anh đã có một cú xoay người vượt qua được Lena Whitfield trước khi ném rổ thành công. Đó là tình huống solo của cầu thủ bên phía City Wings. Những tình huống che chắn liên tiếp của Tyler Parson dành cho Dominic Thumb. Nhưng cuối cùng thì trọng tài xác định đã có lỗi đến từ trung phong của City Wings. Lúc này thì cả hai đội đều đã phạm đến 4 lỗi đồng đội. Và một tình huống phạm lỗi tiếp theo của cả hai đều sẽ khiến cho đối phương có được hai quả ném phạt. Ném rổ thành công của Nguyễn Thầm. Ở trong trận đấu trước thì cầu thủ số 32 của Nha Trang Dolphin chỉ đạt hiệu suất ném phạt có 10% mà thôi. Anh được hưởng 10 quả ném phạt nhưng chỉ thành công duy nhất đúng một lần. Mặc dù rất chỉnh chu ở trong tình huống chuẩn bị vừa rồi thì đáng tiếc là Nguyễn Thầm cũng không thể thành công trong quả ném phạt thứ hai. Đây là Tyler Parson. Lê Ngọc Tú. Đó là tình huống block rất tốt đến từ Dominic Thầm. Bóng trở về tay của Cleveland. Vẫn là Cleveland. Dominic Thầm. Thành Đạt. Thêm một pha bắn ba chính xác. Một pha bắn ba chính xác của đội trưởng Nguyễn Thành Đạt. Và đó là câu đáp trả rất chất lượng đến từ Tyler Parson. Diễn biến đang cực kỳ hấp dẫn và rất cháy tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Liên tiếp là những quả bắn ba thành công đến từ cả hai đội, đang khiến cho cầu trường của Hồ Xuân Hương thật sự nổ tung. Lần này là tình huống ném rổ từ bản thành công của Devon Thomas. Hồ Chí Minh City Wings đã ghi được tới 29 điểm ở trong trận đấu thứ hai này. Một số phải nói là khá ấn tượng.
Để lúc này thì đội khách đã thành công 5 trong 16 quả ném 3 và đạt hiệu suất là 31%. Huỳnh Vĩnh Quang. Let now Whitfield. Cleveland. Đã có lỗi của Lê Ngọc Tú và chắc chắn sẽ có hai quả ném phạt dành cho Nha Trang Dolphin. Khi mà Hồ Chí Minh City Wings xác định bất cứ một cầu thủ nào của Nha Trang Dolphins cũng có thể ghi điểm ở bất cứ vị trí nào thì họ đang buộc phải triển khai thế trận phòng ngự 1-1. Vừa rồi thì Cleveland Jackson đã thành công với quả ném đầu tiên. Và cũng giống như người đồng đội tên nào bước chiều trước đó, anh đã không thành công trong lần ném thứ hai. Tyler Parsons dường như đã có lỗi tấn công. Đó là lỗi tấn công của Devon Thomas và đột phá lấn vai của Devon Thomas. Chúng ta vừa xem lại pha xử lý của số 0 bên phía Hồ Chí Minh City Wing. Sau tình huống phạm lỗi vừa rồi thì Devon Thomas cũng đã được rút ra nghỉ. Đó đã là lỗi cá nhân thứ 3 của anh ở trong trận đấu này. Một lần nữa thì cầu thủ của City Wing có thể sẽ dính phải foul trouble. Vừa rồi là tình huống ghi điểm thành công dành cho Flena Whitfield. Và khoảng cách giữa hai bên chỉ còn là 2 điểm. Đây cũng đã là phút thi đấu cuối cùng của trận đấu thứ hai. Vincent Nguyễn. Tyler Parsons. Đó là nỗ lực ngăn cản của Dominic Thumb. Một tình huống mà Dominic Thumb đã cùng với Fletna Whitfield ngăn cản được đi bóng và ném rổ của Tyler Parsons. Lê Ngọc Tú. Hữu đức bộ tìm thành công của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Và đây là Cleveland Jackson, vẫn là Cleveland Jackson. Không có hai điểm dành cho Nha Trang Dolphins. Và bây giờ là cơ hội phản công dành cho City Wings. Họ đang có lợi thế về mặt quân số. Chắc chắn là có lỗi đến từ Huỳnh Vĩnh Quang và hai quả ném phạt dành cho anh hai đại bàng. Đây sẽ là hai quả ném phạt đầu tiên của Vladenovic Chí Anh. Cơ hội để anh ghi điểm đầu tiên cho riêng mình ngày hôm nay. Quả ném phạt đầu tiên đã không thành công nhưng vẫn còn một cơ hội nữa. Chí Anh đã chơi được 10 phút 21 giây và anh vẫn chưa ghi bất kỳ một điểm nào. Và cuối cùng thì cũng đã có điểm số đầu tiên đến từ số 1 bên phía đội chủ nhà. Cầu thủ mang hai dòng máu Serbi Việt Nam cũng là một trong những nhân tố rất được kỳ vọng của Hồ Chí Minh City Wings trong mùa giải năm nay. Sơn Minh Tâm. Lỗi là của Vincent Nguyễn. Tình huống phạm lỗi của Vincent đối với Thành Đạt. Những cầu thủ đều đã từng thi đấu trong áo của câu lạc bộ Hà Nội Buffaloes. Đến lúc này thì tỷ lệ ném phạt của Devon Thomas cũng là khá tốt. Quả ném đầu tiên thành công. Anh có cơ hội để rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn là một điểm với hai đội mà thôi. Nếu như thành công với quả ném phạt thứ hai này. Dominic Thumb và Fintan Whitfield cũng đã sẵn sàng cho tình huống rebound nhưng không cần. Đó là tình huống ném phạt thành công của Cleveland Jackson và cách biệt giữa hai đội chỉ là một điểm. Những giây cuối cùng và City Wings cũng sẽ cố gắng tận dụng tốt thời gian của đợt tấn công này. Không có điểm dành cho City Wings ở cú ném shot clock cuối cùng. Tình huống ra tay là của Tyler Parsons. Và như vậy là hai đội sẽ tạm rời sân nghỉ sau khi kết thúc hai hiệp đấu với cách biệt chỉ là một điểm duy nhất, 43-42 dành cho Hồ Chí Minh City Wings.
là hai bàn tay trắng sẽ cho mày thấy nè. Đi lên trong cố gắng để mai này tiến xa. Năm châu đang hướng đến và muốn được bước qua, nên tao xuyên luôn mưa ngâu hay cái nắng cháy à. Yo, vì cuộc sống này đâu ai tìm ra được chính xác một câu trả lời thích đáng. Ngôn luận đây nhàm chán lặp lại khiến người nghe thêm rã rời. Hey, ai trả lời? Hey, nó ở đâu? Bản thân là kẻ thù lớn nhất tao cần phải đối đầu. Trên từng phút giây đang phút phút bay bay, thời gian không đứng cứng đây đâu, đứng đứng ở đây lâu. Biết tiếp thôi vì ta sắp bước sang bàn tất mất cầu mong. Từ giả chuỗi ngày đáng ghét chỉ lo toàn những chuyện không đâu. Và vì ông trời thấy tao sống sàng nên ông cho, tao thêm dấu sắc à. Từ cuộc chơi nhiệt huyết nóng ràng, muốn đi lên, bản thân phải sắc nào, let's go. Ok ok, âm thanh tụi tao tới ai cũng bay như là lên đâu. Ok ok, nếu không còn tư tưởng thì đừng hòng mà sẽ vô. Đây là thứ kích thích mày kiếm thêm paper. Tên tụi tao là chủ đề nóng cho hater. Đường đây khi khó không có chỗ cho nó sợ. Xem mà sắp là sẽ so hết đúng mày mà. Yeah, một lần nữa xin được cảm ơn City Angels. Chúng ta đang được đến với những chỉ số thống kê và chuyên môn trong hai đấu đầu tiên của trận đấu ngày nay giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins. Không có nhiều sự chênh lệch về tỷ lệ ném rổ thành công, nhưng ở chỉ số rebound thì rõ ràng là Nha Trang Dolphins với sức mạnh của Dominic Thâm và Kenneth Whitfield ở khu vực dưới rổ thì họ đang vượt trội với 30 rebound, gấp rưỡi so với 20 rebound của City Wings. Ngoài ra thì những tình huống kiến tạo của Nha Trang Dolphins cũng là nhỉnh hơn. Tuy nhiên, những pha cướp bóng của Hồ Chí Minh City Wings đến từ sự cơ động và nhanh nhẹn của Vincent Nguyễn và Devon Thomas lại là chìa khóa giúp họ có được sự thăng hoa trận đấu thứ hai. Còn về những tình huống turnover thì rõ ràng là một hạn chế mà các cầu thủ Nha Trang Dolphins sẽ rất cần phải khắc phục ở trong hai đấu còn lại. Lúc này chúng ta cũng thấy là hiệu suất ghi bàn của Dominic Thâm khá bất ngờ khi mà đang rất vượt trội so với Vincent Nguyễn. Khả năng ghi điểm của cầu thủ góc nội bên phía Nha Trang Dolphins đang là 100% so với 50%. Và anh cũng tỏ ra rất hiệu quả với 10 rebound so với Vincent Nguyễn. Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này của Dominic Thâm đó chính là thể trạng không tốt của anh. Đã có những thời điểm mà Dominic Thâm đã chơi không tốt, di chuyển không linh hoạt và tranh chấp cũng không mạnh mẽ. Ngoài ra chúng ta cũng thấy là khá nhiều những chỉ số đến từ số 32 bên phía Nha Trang Dolphins là tốt hơn. Ngoại trừ tình huống để mất bóng thì Dominic Thâm là không tốt. Anh để mất bóng đến 3 lần so với 1 của Vincent Nguyễn. Nhưng rõ ràng là số 3 của Hồ Chí Minh City Wings đã thi đấu có phần linh hoạt hơn, cơ động hơn. Và anh cũng đã chứng tỏ được sự hiệu quả của mình so với số 32 bên phía Nha Trang Dolphins. Ở trong hiệp đấu thứ 3, nếu như Dominic Thâm tìm lại được thể trạng tốt hơn thì chắc chắn là đội chủ nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh, khả năng rebound và đặc biệt đó là khả năng phối hợp ăn ý với Fletcher Whitfield bên phía Nha Trang Dolphins. Trong khi đó thì với Vincent Nguyễn, anh sẽ cần đến sự hỗ trợ nhiều hơn đến từ Devon Thomas cũng như là Lê Ngọc Tú cho những pha đột phá ghi điểm cũng như là phối hợp đồng đội. Trước khi trận đấu này diễn ra thì vẫn chưa có đội chủ nhà nào tại VBA 2022 giành chiến thắng. Và giờ đây thì rất nhiều người đang kỳ vọng là đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings sẽ giành được chiến thắng ngày hôm nay để củng cố ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng.
Ở hai trận đấu ra quân thì đoàn quân của ông Erik Olsen đã chơi rất hay trước hai đại diện của thủ đô, đó là Thăng Long Warrior và Hà Nội Buffalo để giành chiến thắng. Lúc này khoảng cách giữa hai đội cũng chỉ là một điểm mà thôi. Đây là một khoảng cách rất là sát sao. Ở hiệp đấu thứ hai thì đội chủ nhà đã ghi đến 30 điểm. Trong khi đó thì đội khách chỉ ghi có 18 điểm mà thôi. Thậm chí là đến khi mà hiệp đấu thứ hai trôi qua được phân nửa thời gian thì đội khách Nha Trang Dolphin vẫn chưa ghi bất kỳ một điểm nào. Trên thực tế thì tiềm năng của Nha Trang Dolphin vẫn là còn rất nhiều. Ở trong hai đấu riêng thì Dominic Thâm chỉ ghi được 6 điểm. Và nếu như chúng ta vẫn còn nhớ thành tích của anh ở trong đấu ra quân gặp Sài Gòn Heat thì đây vẫn là một con số tương đối khiêm tốn. Số điểm mà Nha Trang Dolphins có được ở trong khu vực hình chữ nhật dưới bảng rổ trong hai đấu đầu tiên cũng chỉ là 12 điểm so với 32 điểm của đối phương. Cũng là một con số chưa nói lên thực lực đúng nhất của họ khi mà họ đang có được những cầu thủ thi đấu vị trí số 4 và số 5 cực kỳ chất lượng, hoàn toàn có thể kiểm soát tốt hơn nữa khu vực dưới bảng rổ. Ngày hôm nay thì một điểm cộng trong lối chơi của Nha Trang Dolphins chính là những tình huống chắc chiều, các cơ hội ném xa của Huỳnh Vĩnh Quang hay Nguyễn Thành Đạt. Từ lúc này thì họ đã có được 5 tình huống ném 3 thành công so với chỉ duy nhất một cú ném 3 thành công bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đó cũng đang là một điểm khác biệt trong những gì mà hai đội đã thể hiện ở hai đấu đầu tiên. Một yếu tố khác mà Nha Trang Dolphins cũng sẽ phải cần cân nhắc đến trong hai đấu còn lại đó chính là khả năng đóng góp của các cầu thủ trên bàn ghế dự bị. Ở trong hai đấu đầu tiên thì chưa có một cái tên nào ở trên bàn ghế dự bị có thể mang lại điểm số cho Hồ Chí Minh City Wings. Những cầu thủ được tung vào sân với khoảng thời gian đấu ít ỏi như Sơn Minh Tâm, Phùng Quốc Hưng hay Nguyễn Việt Mỹ, họ đang phải trông chạy khá nhiều vào starting five. Trong khi đó thì Hồ Chí Minh City Wings cũng đã có được những phương án lựa chọn khá dĩ hơn ở trên bàn ghế dự bị của mình như Lê Ngọc Tú hay em Nadeno Viết Chí Anh. Rõ ràng trước khi trận đấu này diễn ra thì chúng ta cũng đã nói về sự khác biệt trên ghế dự bị sẽ mang đến một lợi thế nhất định dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Và đúng là lúc này thì những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như là Lê Ngọc Tú đã phần nào giúp cho đội chủ nhà thi đấu tốt hơn ở trong hiệp đấu thứ hai. Trong số những cầu thủ trên băng ghế dự bị của Nha Trang Dolphins thì có lẽ cái tên được kỳ vọng nhất đó là Sơn Minh Tâm, một cầu thủ có khả năng ném 3 cũng khá đáng chú ý, nhưng đến lúc này anh vẫn chưa có bất kỳ cơ hội nào để thực hiện những pha ném rổ. Rõ ràng lối chơi của Nha Trang Dolphins đang dựa rất nhiều vào Cleveland Jackson, Bradnar Whitfield và Dominic Thumb. Nếu như bộ ba này thi đấu tốt thì rõ ràng đó sẽ là một ngày thi đấu thăng hoa của Úc Phin. Nhưng ngược lại thì Nha Trang Dolphins sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mà điển hình là sự khác biệt của hiệp đấu đầu tiên và hiệp đấu thứ hai, đó là hai bộ mặt trong lối chơi của Nha Trang Dolphins. Ở VBA mùa giải này thì có tổng cộng 7 đội tham gia regular season và mỗi đội sẽ có 2 trận đấu với mỗi đối thủ theo thể thức sân nhà sân khách, và sau khi kết thúc giai đoạn vòng đấu chính sẽ chọn ra 4 đội vào vòng playoff tiếp tục đánh các trận bán kết theo thể thức đánh 3 tháng 2 trước khi bước vào loạt trận chung kết với series đánh 5 tháng 3. Trong lịch sử các mùa VBA thì thành tích tốt nhất mà City Wings có được chính là vị trí Á quân ở mùa giải đầu tiên năm 2016. Mùa giải mà họ đã để thua Đà Nẵng Dragons 2-0 ở trong trận chung kết. Còn với Nha Trang Dolphins thì mùa giải duy nhất mà họ đã từng góp mặt năm 2020 thì họ đã không vượt qua được vòng đấu chính. Hiệp đấu thứ 3 được bắt đầu với tình huống
kiểm soát bóng của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Huỳnh Vĩnh Quang, Dominic Thầm. Những phạm lỗi đầu tiên ở trận đấu thứ ba này của các cầu thủ City Wings. Lỗi của số 98 Trần Văn Trung. Và ném phạt không chính xác của Fena Westfield. Cả hai quả ném đều không thành công nhưng Dominic Thầm đã rất nhanh để có được tình huống rebound. Vĩnh Quang, tình huống chạy mất bóng của Vĩnh Quang, đó là pha cứu bóng của Devon Thomas và có 2 điểm dành cho City Wings. Thay vì là một pha tấn công bóng hai thì đội khách lại để mất bóng rất đáng tiếc. Rõ ràng số lần turnover của Nha Trang Dolphins đang là vấn đề rất lớn, đã 14 lần rồi. Dominic Thầm, Cleveland. Tình huống xoay sở rất tốt đến từ hậu vệ dẫn bóng bên phía Nha Trang Dolphins. Đến lúc này thì hiệu suất ném phạt của Cleveland Jackson đang là 83%. Anh thực hiện 6 quả ném phạt và thành công 5 lần. Quả ném đầu tiên thành công. Nếu quả ném thứ hai cũng thành công thì cách biệt giữa hai đội vẫn chỉ là một điểm mà thôi. Rất tốt, cả hai quả ném của Cleveland Jackson đều đã vào rổ. Đây là Devon Thomas, cầu thủ đã phạm 3 lỗi cá nhân từ lúc này. Vincent Nguyễn. Cú pick and roll của Vincent Nguyễn và Tyler Parson. Cú ném ba tiếp sau đó đã không thành công, Trần Văn Trung với nỗ lực rebound. Vincent tiếp tục là một pha bắn ba nữa của Vincent, lần này bóng cũng chưa chịu đi vào rổ nhưng vẫn đang là nỗ lực kiểm soát bóng của các thủ City Wings. Devon Thomas, đây là cú ra tay của Thomas, ba tình huống bắn ba liên tiếp không thành công nhưng sau đó là pha chip up của Bùi Anh Khoa. Nỗ lực của số hàng 1 bên phía City Wings. Đây là Cleveland, quả là những pha đột phá rất quen thuộc của Cleveland. Let now Whitfield. Rất đáng tiếc, pha ném rổ ở cửa ly trung bình đã không thành công của số 5. Trung phong bên phía Nha Trang Dolphins. Trận đấu vẫn đang diễn ra tương đối cân bằng và chưa có khoảng cách quá lớn được hai đội tạo ra. Trần Văn Trung cũng qua người, nhưng ném cửa ly trung bình cũng không thành công. Lê Vinh Jackson. Huỳnh Vĩnh Quang. Tiếp tục là một cú ném mid-range của Tena Whitfield. Hai lần ra tay liên tiếp của thủ phòng này đều không thành công. Bây giờ sẽ là câu trả lời đến từ phía đội chủ nhà. Vincent Nguyễn. Tyler Parson. Rất thông minh. Đó là pha di chuyển của Devon Thomas. Nhưng pha lên rổ không thành công. Cleveland. Pha đột phá của Cleveland. Vẫn chưa có điểm nhưng Dominic Thầm đã rất cố gắng để rebound. Đã có lỗi đến từ Bùi Anh Khoa bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Và đó đã là lỗi cá nhân thứ tư của Bùi Anh Khoa rồi. Có lẽ là sẽ phải có sự điều chỉnh về mặt nhân sự từ huấn luyện viên Erik Olsen bên phía câu lạc bộ City Wings. Cao Đắc Luận có thể sẽ là cái tên chuẩn bị được tung vào sân thay thế cho Bùi Anh Khoa. Cầu thủ đã dính vào triple. Đó lại là một tình huống ném ba tốt nữa của Huỳnh Vĩnh Quang. Đó đã là pha bắn ba thành công thứ tư của Vĩnh Quang ở trong trận ngày hôm nay rồi. Đây là câu đáp trả của Trần Văn Trung, bóng không đi vào rổ. Lời vào đèn Jackson. Vĩnh Quang. Nỗ lực rất đáng khen của Trần Văn Trung. Vincent Nguyễn. Và tấn công rất nhanh. Vẫn là Hồ Chí Minh City Wings.
Cú ném bà chính xác, một cú ném bà cực kỳ cảm giác của Trần Văn Trung. Đó. Ba điểm đầu tiên trong trận của số 98 bên phía City Wings. Sau rất nhiều những cơ hội, những lần thử sức, và bây giờ là Thanh Đạt. Bóng cũng đi vào rổ, những quả ném bà liên tiếp của cả hai đội và tỷ số đang là 50 đều. Bây giờ là lúc mà hai đội đang so tài thiện xạ từ những pha bắn ba. Dường như đã có lỗi của Hữu Huỳnh Vĩnh Quang. Đây sẽ là lỗi đồng đội đầu tiên của đội khách ở trong hiệp đấu thứ ba này. Trong khi đó thì bên phía Hồ Chí Minh City Wings họ đã phạm 3 lỗi đồng đội ở trong hiệp đấu thứ ba. Bên phía City Wings thì Cao Đắc Luận và Nguyễn Minh Hải sẽ có những phút đầu tiên đấu trên sân thay thế cho Bùi Anh Khoa và Trần Văn Trung. Trong khi đó thì Nha Trang Dolphins vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào những cái tên trong đội xuất phát. Đây thì Sơn Minh Tâm cũng đã vào sân thay thế cho Huỳnh Vĩnh Quang. Không thành công của Tyler Parsons. Ở trong hiệp đấu thứ ba này thì có vẻ như nhiệm vụ lớn nhất của Dominic Thâm đó là rebound. Một pha úp rổ cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế đến từ Flannel Whitfield. Đội khách đã vươn lên dẫn 52-50. Tiếp tục là tình huống phạm lỗi đến từ Flannel Whitfield. Lỗi cá nhân thứ hai của trung phong bên phía Nha Trang Dolphins. Huỳnh Hải. Đó là nỗ lực rất tuyệt vời của Dominic Thâm để giúp cho Flannel Whitfield lại có một tình huống úp rổ ngược. Một pha úp rổ mang đầy tính biểu diễn của trung phong bên phía Nha Trang Dolphins. Phải nói đó là một pha úp rổ quá cảm xúc đến từ vị trí số 5 bên phía Nha Trang Dolphins. Rất đẹp mắt, rất đẹp mắt, rất cháy. Nhưng trước đó chúng ta phải cần đến kể đến công rất lớn của Dominic Thâm. Anh làm rất tốt vai trò là người tranh chấp. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha úp rổ ngược này. Rất cảm giác tuyệt vời. Giờ đây thì dù là tấn công hay phòng ngự thì vai trò lớn nhất của Dominic Thâm đó chính là rebound. Anh cố gắng giành lại bóng cho đội nhà. Pha lại bóng rất tốt của Thành Đạt, vẫn là Thành Đạt. Rất thông minh tuyệt vời. Một tình huống né tay trắng và ném rổ chính xác của số 11 bên phía Nha Trang Dolphins. Nguyễn Thành Đạt đã mang đến một hình ảnh đầy cơ bắp hơn so với những mùa giải trước đó tại VBA. Nhưng bên cạnh đó thì lối chơi thông minh và tinh tế của cầu thủ này vẫn không mất đi. Đó là pha lên rổ chính xác của Vincent Nguyễn. Dominic Thâm. Cơ hội dành cho Sơn Minh Tâm. Có 3 điểm dành cho Nha Trang Dolphins. Một ngày mà các tay ném của Nha Trang Dolphins đang thật sự rất cháy với những tình huống bắn rổ ngoài vòng cung. Và chúng ta thấy rất rõ là một khi Dominic Thâm làm rất tốt vai trò của mình đó là rebound thì các tay ném còn lại của Nha Trang Dolphins sẽ tự tin với những cú bắn ba. Vừa rồi là cú bắn ba thành công đầu tiên của Sơn Minh Tâm ở trận đấu ngày hôm nay. Và cũng đã là tình huống bắn ba thành công thứ 8 của Nha Trang Dolphins ở trận đấu này. Bên cạnh Sơn Minh Tâm thì Nguyễn Thanh Đạt, Devin Jackson và đặc biệt là Huỳnh Vĩnh Quang đều đã rất thành công với những ra tay của mình. Và một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến vai trò cực kỳ quan trọng của Dominic Thâm với những cú rebound, dù đó là offensive hay là defensive. Chắc chắn là trong thời gian tới thì ông Tosberg cần phải tìm ra cách nào đó để giúp cho số 32 của mình nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất để cho mùa giải VBA năm nay.
Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ ba là 4 phút 53 giây, một khoảng thời gian vẫn còn khá dài. Và lúc này thì đội khách đang dẫn trước 7 điểm. Ở hiệp đấu thứ ba này thì Nha Trang Dolphin đã ghi được 17 điểm so với chỉ 9 điểm của Hồ Chí Minh City Wings. Trong đội hình của Nha Trang Dolphins lúc này thì Cleverdan Jackson là người đang đóng vai trò đội trưởng, và anh cũng đang thể hiện khá tốt với 14 điểm và 7 tình huống kiến tạo. Rồi là cú bắn ba không thành công của Vincent. Rõ ràng là nhìn thấy các cầu thủ Nha Trang Dolphins thay nhau bắn ba thành công thì Vincent cũng đang rất nôn nóng. Dominic Thâm. Cleverdan Jackson vẫn đang dẫn đầu với chỉ số kiến tạo. Cả trận tiếp tục là một cú bắn ba, lần này thì đã không thành công đối với Leonard Whitfield. N1 có 2 điểm dành cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins, và đó là điểm số được dành cho Thành Đạt sau khi thực hiện thành công quả ném rổ ở tình huống kết thúc 24 giây tấn công. Và bóng bật ra thì các cầu thủ Nha Trang Dolphins có được 14 giây cho second chance. Họ đã tận dụng thành công 14 giây tiếp theo đó và có được tình huống ghi 2 điểm và sẽ có thêm một quả ném phạt dành cho Thành Đạt. Lúc này Thành Đạt đã ghi được 8 điểm và hiệu suất ném rổ của anh là 42%. Chính xác thì Thành Đạt đã có 10 điểm đến lúc này với hiệu suất ném rổ là 50%. Lúc này Thành Đạt đang là người ghi điểm nhiều thứ tư của Nha Trang Dolphin sau Cleverland, Whitfield và Vĩnh Quang. Đây là cơ hội để cho Thành Đạt có thêm một điểm nữa. Quả ném phạt đầu tiên của Thành Đạt ở trận đấu ngày hôm nay đã thành công. Bây giờ thì cách biệt giữa hai đội đã là 10 điểm. Với City Wings thì Vision cũng đang được huấn luyện viên Eric Olsen tạm rút ra nghỉ. Lỗi của các cầu thủ Nha Trang Dolphins với Tyler Parkson. Cầu thủ đang được tung vào sân thay thế cho Vision Nguyễn là Vũ Đoàn Minh Phương, thủ mang áo số 23. Bên phía Nha Trang Dolphins thì cũng có tiếp tục có sự thay đổi người khi Thanh Tùng sẽ được tung vào sân thay cho Dominic Thâm. Thanh Tùng cũng đã từng có khoảng thời gian khoác áo câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings. Vừa rồi là quả ném phạt đầu tiên chính xác dành cho Tyler Parsons. Chính xác. Cleverland. Thành Đạt. Vẫn đang là Cleverland. Thêm một pha bắn ba rất chính xác. Những pha bắn ba cực kỳ cảm giác của Vĩnh Quang và Thành Đạt. Đây là cầu đáp trả của Devon Thomas đã không thành công. Và cơ hội tấn công nhanh dành cho Nha Trang Dolphin. Bắn ba không được. Lần này đã không thể có tình huống rebound của Sơn Minh Tâm. Devon Thomas. Nguyễn Đình Hải. Còn 5 giây trong đợt tấn công này dành cho các thủ City Wings. Có tình huống phạm lỗi của Tùng Chica và sẽ có hai quả ném phạt dành cho Tyler Parsons.
Tyler Parson vẫn đang dẫn đầu về danh sách ghi điểm bên phía City Wings với 18 điểm. Và vừa rồi là điểm số thứ 19 của anh. Cả hai quả ném chính xác dành cho Tyler Parson. Thay đổi người bên phía City Wings, Huỳnh Hải rời sân nhường chỗ cho Lê Ngọc Tú. Đến lúc này thì Lê Ngọc Tú vẫn chỉ mới có 2 điểm mà thôi. Cleveland và Devon Thomas đã có tình huống ưu người. Sơn Minh Tâm, Bledna Whitfield. Và xử lý không thành công của trung phong Bledna Whitfield rất nhanh, Tyler Parson. 2 điểm dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Một pha thoát người và lên rổ chính xác đến từ trung phong bên phía đội chủ nhà. Tình huống vừa cho thấy sự thanh thoát, vừa có sức mạnh của Tyler Parson. Rồi là tình huống mà Devon Thomas đã bị phạm lỗi. Như vậy trọng tài xác định đó chính là tình huống bóng đi hết đường biên và kiểm soát bóng biên dành cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Sơn Minh Tâm, Lena Quyfield. Tình huống fade away không thành công của Fredrick Whitfield. Em là Denovic Chí Anh, Tyler Parson. Tiếp tục là một nỗ lực để tấn công từ khu vực 3 giây của Tyler Parson. Và sau nỗ lực vừa rồi thì trung phong của City Wings đang bị đau ở cổ chân. Ta cùng xem lại tình huống xoay sở và lên rổ của Tyler Parson. Người đã va chạm đối với Tyler Parson mang áo số 13 bên phía đội khách, đó là Thanh Tùng. Thanh Tùng cũng là một cái tên rất kỳ cựu của VBA. Bây giờ sẽ là hai quả ném phạt dành cho đội chủ nhà. Và người thực hiện đó là Vincent Nguyễn. Quả ném đầu tiên đã thành công. Đây là quả ném phạt thành công thứ tư sau 5 lần ném phạt của số 3 bên phía đội chủ nhà. Cả hai quả ném phạt đều rất chính xác của Vincent Nguyễn. Bây giờ sẽ là những phút thi đấu mà City Wings sẽ chơi bóng mà không có sự phục vụ của trung phong Tyler Parson. Và chắc chắn là Nha Trang đội quyền sẽ cố gắng tận dụng khoảng thời gian này. Sơn Minh Tâm, đột phá của Tùng Chica. Bóng biên dành cho, như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Lỗi của em là Đình Đồng Vích Chí Anh. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings cũng đã phạm quá 4 ở đồng đội và sẽ có quả đáng phạt dành cho Nha Trang Dolphins. Sau tình huống phạm lỗi vừa rồi thì Chí Anh cũng đã phải rời sân để nhường chỗ lại cho Tyler Parson. Lúc này hiệu suất ném phạt của Bledna Whitfield chỉ là 33%. Quả ném đầu tiên đã không thành công, vừa rồi là quả ném thứ 7. Nhưng anh thành công có 2 lần mà thôi. Đây là quả ném phạt thứ 8 của Bledna Whitfield. Cũng không thành công. Rất đáng tiếc cho trung phong số 24 của Nha Trang Dolphins. Và xử lý không thành công của Devon Thomas. Lại tiếp tục có một lỗi kỹ thuật dành cho một huấn luyện viên. Và lần này thì lỗi kỹ thuật dành cho huấn luyện viên Erik Olsen bên phía của Hồ Chí Minh City Wings. Sẽ có một quả ném phạt dành cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Nhưng sau quả ném này thì quyền kiểm soát bóng vẫn sẽ thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Vừa rồi là quả ném chính xác của Cleveland Jackson. Và điểm số đang là 66-60.
Lúc này thì Dominic Thâm cũng đã trở lại vào trong sân. Cleveland Jackson. Back now Whitfield. Một tình huống alley-oop rất hay đến từ bộ đôi Fletnow Whitfield và Dominic Thâm. 68-60. Tyler Parson. Khoảng trống cho Vincent Nguyễn. Tình huống đột phá đã không thành công. Devon Thomas. Lần này thêm một pha defensive rebound chính xác đến từ Dominic Thâm. Cleveland đang tỏ ra rất từ tốn. Lần này là foul rebound không tốt đến từ Fletnow Whitfield. Tiếp tục là một pha defensive rebound tốt nữa đến từ Dominic Thâm. Số 32 đang chơi rất hay trong những pha rebound. Cleveland Jackson đột phá. Và đột phá lên rổ đã không thành công. Cơ hội dành cho đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng rất đáng tiếc là Tyler Parson cũng không thành công với pha xử lý của mình. Một pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của Tyler Parson. Và sau đó thì Lê Ngọc Tú cũng đã nỗ lực rebound và có được tình huống chân bồn. Tình huống kiểm soát bóng luân phiên. Bóng vẫn sẽ thuộc về quyền kiểm soát của các cầu thủ City Wings. Như vậy là huấn luyện viên Eric Olsen đã quyết định gọi hội ý trước khi các cầu thủ City Wings thực hiện tình huống tấn công tiếp theo của mình. Toppers của câu lạc bộ Nha Trang Dolphins là một người rất am hiểu về bóng rổ ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài Việt Nam thì ông cũng đã từng làm việc tại các quốc gia như Thái Lan hay Indonesia. Trong khi đó thì huấn luyện viên của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings, ông Eric Olsen đã có hơn 10 năm làm việc tại các quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Anh và cũng như là Australia cũng như Mỹ. Ông từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ Scotland và trợ lý của đội U18 Mỹ. Một bản profile rất chất lượng của chiến lược gia bên phía câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings. Bây giờ thời gian của hiệp đấu thứ 3 còn 28 giây. 28 giây cho những nỗ lực để rút ngắn cách biệt giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins. Devon Thomas. Thời gian cho pha tấn công này còn là khoảng 8 giây. Vẫn là Devon Thomas. 6 giây, 5 giây, 4 giây. Rất đáng tiếc, đến khi pha ném rổ lại không thành công. Đây sẽ là một tình huống mà rất có thể là Cleveland sẽ thực hiện một cú buzzer beater chặt. Còn 4 giây, 3 giây, 1 giây. Cú ném cũng đã không thành công. Và thời gian hiệp đấu thứ 3 đã hết. Cách biệt vẫn đang là 8 điểm với lợi thế thuộc về cho Nha Trang Dolphin.
Bây giờ chúng ta đến với hiệp đấu thứ tư và cũng là hiệp đấu cuối cùng cuộc so tài giữa Hồ Chí Minh City Wing và Nha Trang Dolphin ở game đấu thứ 8. Đội khách đang dẫn trước, nhưng 8 điểm không phải là một cách biệt quá nhiều. Cleveland còn 6 giây, sẽ có tình huống kiểm soát bóng biên dành cho đội khách. Vĩnh Quang, cú bắn ba không thành công của Huỳnh Vĩnh Quang và bóng trở về tay của đội chủ nhà. Rất đơn giản, 2 điểm dành cho Devon Thomas. Và khi bước vào hiệp đấu thứ tư này thì một lần nữa Dominic Thàm lại có dấu hiệu suy giảm mặt thể lực và cũng đang tỏ ra rất đau với vết thương cũ của mình. Anh là người đã nỗ lực để lùi về để bấm Tyler Paxson nhưng cũng đã gặp phải khó khăn. Khoảng cách chỉ còn là 6 điểm. Cả hai ngoại binh của Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Devon Thomas, hai pha động tác giả liên tiếp của Tyler Paxson nhưng đáng tiếc là thưởng lên rổ cuối cùng lại không thành công. Vĩnh Quang điều chuyền dành cho Thành Đạt, có thể bắn ba, cơ hội dành cho Thành Đạt không được. Dominic Thâm có 2 điểm dành cho Dominic Thâm. Khi mà Dominic Thâm vẫn đang rebound rất tốt thì cơ hội ghi điểm của đội khách là vẫn còn rất nhiều. Rất tốt, đó là nỗ lực của Huỳnh Vĩnh Quang. Không, đây mới là Vĩnh Quang. Huỳnh Vĩnh Quang đá kích và ném rổ đã không thành công. Đó là nỗ lực để thực hiện cú lên rổ ngược reverse layup của Vĩnh Quang. Vincent Nguyễn từ bóng bắn ba của Vincent và bóng đi vào rổ. 3 điểm dành cho City Wings. Đây là lúc mà các tay ném đã rất nóng rồi, họ cần phải thực hiện nhiều hơn những pha ném ba. Lỗi là của Cleveland Jackson và chắc chắn đó phải là một tình huống phạt lỗi phản tinh thần thể thao của Cleveland Jackson. Tình huống ngăn cản rất thiếu fair play của Cleveland Jackson đối với Devon Thomas. Và những tình huống như vậy chắc chắn sẽ bị các trọng tài phạt lỗi phản tinh thần thể thao. Sẽ có 2 quả đánh phạt dành cho các cầu thủ City Wings và sau đó thì họ sẽ tiếp tục là đội kiểm soát bóng. Có lẽ như lúc này thì các trọng tài cũng đang theo dõi lại video quay chậm từ công nghệ IRS để xác định xem đó có phải là một tình huống thực sự đáng phải nhận lỗi phản tinh thần thể thao của Cleveland Jackson hay không. Lúc này thì bên phía đội khách, cầu thủ duy nhất đã phạm 3 lỗi cá nhân đó là Huỳnh Vĩnh Quang. Chúng ta vẫn đang chờ những quyết định cuối cùng của tổ trọng tài chính. Sẽ không có một sự điều chỉnh nào. Và đúng là sẽ có 2 quả đá phạt dành cho Devon Thomas. Và ném đầu tiên thành công. Lúc này hiệu suất ném phạt của Devon Thomas vẫn đang là 100%. Ném 4 vào cả 4. Như vậy là cả 5 quả ném phạt của Devon Thomas đều chính xác. Rất cảm giác. Những pha ném phạt cực kỳ cảm giác của cầu thủ thi đấu ở vị trí số 1 bên phía đội chủ nhà. Và cách biệt giữa hai đội này cũng chỉ còn là 3 điểm mà thôi. Devon Thomas, tình huống ném rổ tiền trung bình của Thomas không thành công. Bữa nay là các thủ City Wing, Lê Ngọc Tú, Vincent. Lại là Thomas, từ ngày là cú bắn 3. Hiệu suất field goals của Thomas là chưa thật sự ấn tượng trong trận đấu ngày hôm nay. Giờ là Jackson. Tình huống đột phá và lên rổ của Jackson để giúp cho Dolphins duy trì cách biệt 5 điểm. Vũ Đoàn Minh Phương, Vincent Nguyễn. Ném airball của Vincent nhưng vẫn đang là các cầu thủ City Wings.
đó là tình huống thử vận may của Tyler Parsons. Và thật may khi mà anh đã đưa bóng vào rổ trong tình huống bắn ba này của mình. Cú bắn ba cực kỳ ngọt ngào. 70-72, trận đấu đang ngày một hay hơn. Và bây giờ sẽ là tình huống lên bóng dành cho Nha Trang Dolphins. Cleveland Jackson. Đã có lỗi bên phía Hồ Chí Minh City Wing. Sẽ có tình huống kiểm soát bóng của đội khách. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bên phía City Wing lúc này đã có hai cầu thủ phạm 4 lỗi cá nhân. Đó là Bùi Đình Khoa và đặc biệt là Devon Thomas. Devon Thomas đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ có trận đấu thứ hai liên tiếp bị rút quyền thi đấu. Nguyễn Vĩnh Quang. Cleveland Jackson. Đúng một người của Việt Nam Whitfield. Vẫn là Jackson và có 2 điểm dành cho Nha Trang Dolphins. Vincent Nguyễn. Lê Ngọc Tú. Tình huống để mất bóng của Lê Ngọc Tú và cơ hội dành cho Nha Trang Dolphins. Thêm 2 điểm nữa đến từ Cleveland. Một pha mất bóng rất đáng trách của Lê Ngọc Tú. Devon Thomas. Đó là pha tranh chấp tay đôi rất mạnh mẽ đến từ Flatnow Whitfield. Cách biệt giữa hai đội cũng chỉ là 6 điểm mà thôi. Và thời gian còn rất dài. Devon Thomas sẽ cần phải rất cẩn trọng với những pha tranh chấp của mình. Bởi anh đã phạm 4 lỗi cá nhân. Nếu như Devon Thomas phải rời sân, thì lối chơi đội chủ nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tyler Parsons. Tình huống bù người của Chí Anh để trao cơ hội cho Vincent Nguyễn đã không thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà Chí Anh và Vincent Nguyễn đã phối hợp với nhau. Và đó là tình huống mà trọng tài đã mắc lỗi với Nguyễn Thanh Đạt. Bây giờ bóng thuộc về quyền kiểm soát của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Lỗi rất rõ ràng của em Mladenovic Chí Anh đối với Cleveland Jackson. Như vậy là em Mladenovic Chí Anh đã phạm lỗi cá nhân thứ 5, đồng nghĩa với việc bị rút quyền thi đấu. Như vậy là ở trận đấu thứ 2 liên tiếp, các cầu thủ City Wings bị đuổi một người khi bước vào đội thứ 4. Khá đáng tiếc cho tài năng trẻ sinh năm 2001 bên phía City Wings khi anh đã không thể có được trọn vẹn cuộc thi đấu cuối cùng này của mình. Rồi. Rồi thì Cleveland Jackson đã thực hiện thành công cả hai quả ném phạt và giúp cho Nha Trang Dolphins dạ dẫn trước với tỷ số 78-70. Devon Thomas. Hay là Parson. Như vậy dường như đã có lỗi của số 11 bên phía Nha Trang Dolphins. Thành Đạt đã có tình huống đẩy người đối với Vincent Nguyễn. Lỗi cá nhân thứ 3 của Thành Đạt. Và chính xác thì Devon Thomas bên phía City Wing cũng chỉ mới phạm 3 lỗi cá nhân. Đường truyền của Devon dành cho Tyler Parsons. Nỗ lực đột phá của Tyler Parsons. Và đã có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Hai quả đấm phạt dành cho City Wings. Lena Whitfield đang khá đầu sau tình huống tranh chấp vừa rồi. Một tình huống mà trung phong của đội khách đã bị động trong pha va chạm. Anh ngã xuống trong tư thế là lưng tiếp đất. Nhưng rất có thể thì trung phong của đội khách sẽ vẫn tiếp tục thi đấu.
khi không thể tranh chấp ở khu vực bản rổ thì Tyler Barson đã rất thường xuyên dạt ra vòng ngoài, nhận bóng và đột phá. Bây giờ sẽ là hai quả ném phạt dành cho Tyler Barson của Hồ Chí Minh City Wing. Lúc này hiệu suất ném phạt của Tyler Barson cũng là khá tốt, 83%. Bây giờ sẽ là lượt gọi hội ý của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Đội bóng vẫn đang có được lợi thế mặt điểm số. Xin được nhắc lại là ở trong trận đấu ra quân thì Nha Trang Dolphins đã vượt qua Sài Gòn Heat trong một trận đấu khá căng thẳng, và cách biệt cuối cùng giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Trận đấu thứ hai liên tiếp mà Nha Trang Dolphins chạm trán một đại diện của thành phố Hồ Chí Minh, và họ cũng đang có được lợi thế mặt điểm số. Ngày hôm nay nếu như tiếp tục giành chiến thắng trước Hồ Chí Minh City Wing thì Nha Trang Dolphins sẽ vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 trận toàn thắng. Nếu như kết quả này được giữ nguyên đến cuối trận thì đây chắc chắn sẽ là một màn khởi động cực kỳ ấn tượng của Dolphins. Đội bóng đã chơi rất nỗ lực, rất cống hiến ở mùa giải đầu tiên họ xuất hiện tại VBA năm 2020, nhưng đã không thể đi được đến vòng đấu playoff. Và nếu như kết quả này được giữ nguyên thì sẽ lại một lần nữa VBA mùa giải này chứng kiến một đội chủ nhà không thể có được chiến thắng. Đây quả thật là một cái dớp cực kỳ kỳ lạ ở VBA mùa giải này khi đã bước đến game thứ 8. Và chúng ta vẫn đang nỗ lực đi tìm đội chủ nhà đầu tiên có được trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Bây giờ thì trận đấu sẽ quay trở lại với hai tình huống ném phạt dành cho Tyler Parson. Tyler Parson đã đạt được chỉ số double-double trong trận đấu ngày hôm nay với 25 điểm và 13 rebound. Và vừa rồi là điểm số thứ 26 của trung phong bên phía City Wings. Bên phía Nha Trang Dolphins thì người đang ghi điểm nhiều nhất đó là Cleveland Jackson với 23 điểm. Thành Đạt. Lednow Whitfield. Vẫn là Cleveland Jackson. Một tình huống di chuyển rất phong hoàng của Sơn Minh Tâm. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã quá mải mê nhìn vào hướng di chuyển của Fletcher Whitfield và Dominic Thumb và để cho Sơn Minh Tâm thoải mái di chuyển trước khi có một pha ném rổ chính xác. Devon Thomas, Vincent Nguyễn. Trung phong của đội chủ nhà rất chịu khó dạt ra vòng ngoài để đột phá. Và vừa rồi cần đến khá tình huống dứt điểm thì Tyler Parson mới mang về 2 điểm nữa dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Dominic Thumb. Thành Đạt. Cleveland. Pha đột phá Cleveland, Sơn Minh Tâm ném 3. Tuyệt vời. Thêm một pha bắn 3 thành công của Sơn Minh Tâm. Ngày thi đấu đạt hiệu suất ném 3 quá tốt của các tay ném bên phía Nha Trang Dolphins. Tình huống phạm luật chạy bước của Tyler Parson. Đến lúc này thì chúng ta cũng thấy là lối chơi của Nha Trang Dolphins là tương đối dễ đoán. Nhưng từ việc dễ đoán đến việc ngăn cản là một điều rất khó, khi mà hai tòa tháp đó là Dominic Thumb và Fletcher Whitfield vẫn đang cực kỳ hiệu quả trong những pha rebound. Và nó trao cơ hội khoảng trống để cho các đồng đội thực hiện những cú ném 3. Tình huống phạm lỗi rõ ràng của Trần Văn Trung đối với Thành Đạt. Lỗi cá nhân thứ tư của số 98 ở phía City Wings. Tiếp tục một cầu thủ nữa của City Wings dính phải foul triple. Ngay tức thì huấn luyện viên Eric Olsen cũng đã quyết định có sự thay đổi người. Bùi Anh Khoa được tung vào sân để thay thế cho Vũ Đoàn Minh Phương.
Khoảng cách giữa hai đội đang là 10 điểm. Thời gian còn lại vẫn đủ để cho City Wings có thể tạo nên một cuộc ngược dòng. Tiếp tục lại là lỗi của Trần Văn Trung, và như vậy là số 98 của City Wings cũng đã phạm đủ 5 lỗi cá nhân. Cầu thủ thứ hai của City Wings phải rời sân sớm hơn dự kiến. Lúc này thì City Wings đã có hai cầu thủ bị trút quyền thi đấu là Emladenovic Chí Anh và Trần Văn Trung. Chắc chắn là những tình huống vừa rồi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của đội chủ nhà. Sơn Minh Tâm, Cleveland Jackson. Tình huống chuẩn rất tốt của Dominic Thâm. Thêm một cú bắn hài chính xác của Sơn Minh Tâm. Rõ ràng giờ đây thì các tay ném của đội khách đang có cảm giác rất tốt. Vincent Nguyễn, cách biệt đang là 13 điểm. Tyler Parsons, cú ném 3, cú ném airball, cú ném airball rất đáng tiếc. Và cơ hội phản công nhanh. Đó là một tình huống xử lý rất quái của Fletcher Whitfield. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đúng, phạm lỗi rõ ràng của Tyler Parsons trong việc ngăn cản trung phong của Nha Trang Dolphins thực hiện tình huống đơn rổ. Hai quả ném phạt dành cho Fletcher Whitfield. Như vậy là trọng tài một lần nữa sẽ cần đến hệ thống video chiếu chậm để xác định lại tình huống tranh chấp vừa rồi của Tyler Parsons và Fletcher Whitfield. Có lẽ là trọng tài cũng sẽ xác định xem liệu đó có phải là một tình huống có thể dẫn đến lỗi phản tinh thần thể thao hay không của trung phong bên phía City Wings. Giống như Video Assistant Referee, công nghệ VAR trong bóng đá, thì trong bóng rổ cũng có Instant Replay System, hệ thống video chiếu chậm để hỗ trợ cho các trọng tài trong việc đưa ra quyết định của mình. Như vậy là lỗi phản tinh thần thể thao dành cho Tyler Parsons. Quyết định hợp lý của các trọng tài sau khi nhờ đến sự tham khảo của công nghệ video. Hai quả ném phạt dành cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins, và họ cũng sẽ tiếp tục kiểm soát bóng sau tình huống này. Đó là một lợi thế rất lớn dành cho Fletcher Whitfield và các đồng đội. Quả ném đầu tiên đã chính xác. Cả hai quả ném đều thành công, và vừa rồi là lần ném phạt thành công thứ tư ở trận đấu này của trung phong Fletcher Whitfield. Bây giờ tiếp tục là tình huống kiểm soát bóng của đội khách. Đoàn quân của ông Todd vẫn đang thi đấu rất hiệu quả. Cleveland Jackson khoảng trống, và lập tức là hai điểm dành cho Nha Trang Dolphins. Có lẽ sẽ khó có phép màu cho anh hai đại bàng trong những phút còn lại khi mà khoảng cách giữa hai đội lúc này đã là 17 điểm. Đó là cúp lốc thành công của Dominic Thâm. Bùi Anh Khoa cũng là một cầu thủ đã phạm đến 4 lỗi cá nhân bên phía City Wings. Rõ ràng nếu như Dominic Thâm có thể trạng tốt nhất, hoàn hảo nhất thì chắc chắn là lối chơi của Nha Trang Dolphins sẽ cực kỳ khó để bắt bài. Vừa rồi là một pha lên rổ rất tốt của Tyler Parsons. Với 2 điểm vừa rồi thì Tyler Parsons đã có được 30 điểm cho riêng mình ở trận đấu ngày hôm nay. Và hiệu suất ghi điểm của anh đang là 35%.
khả năng rất lớn là sẽ có thêm một đội chủ nhà nữa thất bại ở trong mùa giải BBM này. Và nếu như xét về chủ trận thất bại sân nhà liên tiếp ở 4 mùa giải trước thì đây quả là một con số cực kỳ đáng ngạc nhiên. Tình huống ném 2 chính xác của Vincent Nguyễn. Phút bù dành cho hai đội. Vào năm 2016, năm đầu tiên mà VBA khởi tranh, thì chuỗi trận thất bại của đội chủ nhà liên tiếp chỉ là 3 trận. Sau đó thì vào năm 2017 là 4 trận, năm 2018 là 5 trận và đến năm 2019 cũng chỉ là 4 trận mà thôi. Đó cũng chỉ là con số trung bình về chuỗi trận thua liên tiếp của các đội chủ nhà. Nhưng ở VBA mùa giải năm nay thì chuỗi trận đó đã chuẩn bị bước lên con số thứ 8. Ở trận đấu gần nhất mà hai đội gặp nhau, Hồ Chí Minh City Wings đã từng có được chiến thắng áp đảo trước Nha Trang Dolphins với tỷ số là 102-65. Và trong 3 lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì City Wings cũng có lợi thế với 2 trận thắng và 1 trận thua. Trận thua duy nhất mà họ đã phải thua trước đối thủ này là thất bại với tỷ số 67-77. Ta cũng quay trở lại với những diễn biến cuối cùng của đấu thứ tư này. Tình huống double team của các cầu thủ City Wings. Bữa nay là Cleveland Jackson. City Wings đã thành công và cướp được bóng. Tyler Parkson vẫn không thể thực hiện được tình huống lên rổ. Ném trung bình của Vincent không thành công. Và bỏ lỡ đáng tiếc của các cầu thủ City Wings. Và đây là cơ hội lên bóng dành cho Nha Trang Dolphins. Cleveland Jackson, đội khách không hề tỏ ra vội vàng, họ vẫn đang dẫn trước và đang cố gắng chờ đến những giây cuối cùng mới thực hiện một pha ném rổ. Còn 7 giây, 6 giây, cú ném 3 thành công của Cleveland Jackson. Một clutch shot thực sự và có lẽ sẽ đánh vào ý chí chiến đấu, sức chiến đấu của các thủ City Wings trong những phút còn lại. Có lẽ như vừa rồi thì các trọng tài xác định đó chỉ là tình huống ghi 2 điểm dành cho Cleveland Jackson mà thôi. Với lợi thế đang rất lớn thì đội khách có quyền chủ động để chọn lối chơi cho mình. Họ không hề tỏ ra vội vàng trong những pha ném rổ mà thường chờ đến những giây cuối cùng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Dominic Thâm vẫn đang chơi rất cố gắng, đầy nỗ lực. Ở trận đấu ngày hôm nay thì khả năng ghi điểm của Dominic Thâm là rất kém, chỉ 10 điểm, thấp hơn khá nhiều so với trận đấu trước. Nhưng giá trị của anh vẫn là những cú rebound. Và bây giờ thì số 32 sẽ có được 2 quả ném phạt. Hiệu suất ném phạt của Dominic Thâm đang là 66%. Quả ném đầu tiên đã không thành công nhưng vẫn còn một lần ném phạt nữa. Ở trận đấu trước thì anh chỉ một lần ném phạt thành công, còn trận đấu này đã 2 lần ném phạt thành công rồi. Quả ném thành công, đó là lần ném phạt thành công thứ 3 của Dominic Thâm ở trận đấu này. Một ngày ném 3 với hiệu suất quá thấp của các cầu thủ City Wings. Họ đạt hiệu suất ném 3 ở trận đấu này chưa đến 20%. Cleveland Jackson vẫn là những pha giữ bóng rất khó chịu của Cleveland Jackson và có 2 điểm dành cho Dominic Thâm. Lúc này thì Dominic Thâm cũng đã đạt chỉ số double. Trong
trong đội hình của Nha Trang Dolphins không ai có số lần rebound nhiều như là Dominic Thầm với 21 lần. Anh bỏ xa người thứ hai đó là Flatnow Whitfield đến 9 lần. Vừa rồi là điểm số thứ 22 của Devon Thomas. Bộ ba Devon Thomas, Vincent Nguyễn và Tyler Parkson đều đã ghi ít nhất hơn 20 điểm ở trong trận đấu này. Nhưng chính điều đó cũng đã cho thấy khoảng cách quá lớn của bộ ba trụ cột này với phần còn lại, khi mà những nhân tố khác đều không có được sự đóng góp quá lớn với mặt điểm số. Cleveland Jackson. Thời gian bây giờ chỉ còn là hơn 1 phút mà thôi. Và cách biệt vẫn đang là 14 điểm. Trong khi đó thì bên phía Nha Trang Dolphins, họ có 6 cầu thủ đã ghi được hơn 10 điểm ở trong trận đấu ngày nay. Kể cả những nội binh như Sơn Minh Tâm, Huỳnh Vĩnh Quang hay Nguyễn Thành Đạt cũng đang có sự hỗ trợ đắc lực vào mặt trận tấn công cùng với các ngoại binh hay các cầu thủ gốc Việt cùng Lý Thầm. Tình huống cướp bóng thành công của các cầu thủ City Wings. Đường truyền hơi mạnh của Devon Thomas dành cho Bùi Anh Khoa. Tân Hải Đăng cũng là một cầu thủ vừa mới được City Wings tung vào sân ở trong những phút cuối này. Khá bất ngờ khi mà lúc này thì Tyler Parsons và Vincent Nguyễn cũng đều rời sân bên phía đội chủ nhà. Thời gian chỉ còn có 36 giây mà thôi. Và với cách biệt này thì có lẽ rất khó để cho đội chủ nhà có thể ngược dòng thành công. Và điều này đồng nghĩa là vẫn chưa có đội chủ nhà nào thắng tại VBA mùa này. Trong khi đó thì Nha Trang Dolphins sẽ vươn lên dẫn đầu với 2 trận toàn thắng. Bên phía Nha Trang Dolphins thì Lý Mộc Sáng cũng vừa mới được tung vào sân. Đây sẽ là những giây phút mà các cầu thủ trẻ được thử lửa. Sẽ không có được một phép màu nào dành cho City Wings trong những giây ngắn ngủi còn lại này. Đó là tình huống ném ba không thành công, airball. Đây tiếp tục là một trận đấu rất thành công của thầy trò ông Tosberg. Lực ném ba ở những giây cuối cùng này cũng không thành công của Devon Thomas. Và đó là cút lốc của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Và thời gian cũng đã hết. Lại thêm một chiến thắng ngoạn mục nữa của Nha Trang Dolphins trước một đại diện của thành phố Hồ Chí Minh. Sau chiến thắng trước đương kim vô địch Sài Gòn Heat. Và bây giờ thì các cầu thủ đang bắt đầu có những tình huống không kiềm chế được ở trên sân. Đầu tiên xuất phát từ tình huống tranh chấp của Bùi Anh Khoa với Cleveland Jackson. Sau đó thì trung phong ngoại binh của City Wings là Tyler Parkson cũng đã lao vào. Nhưng may mắn là sự can thiệp kịp thời đến từ các cầu thủ cũng như bộ phận tổ chức trên sân đã giúp cho các cầu thủ nguôi đi cái đầu nóng của mình. Như vậy là trận đấu cũng đã dừng lại với chiến thắng dành cho Nha Trang Dolphins với điểm số là 95-81. Trận đấu thứ hai liên tiếp mà đoàn quân của ông Tosberg đã có những chiến thắng trước các đại diện của thành phố Hồ Chí Minh. Còn với đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings thì đây là trận thua đầu tiên sau 3 trận đấu tại VBA mùa này. Cleveland Jackson với 27 điểm cùng với 10 kiến tạo, nhiều khả năng sẽ là cầu thủ MVP của trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu mà Nha Trang Dolphins có đến 3 cầu thủ đạt được các chỉ số double-double là Cleveland Jackson, Lena Whitfield và Dominic Thầm. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp mắt nhất của trận đấu ngày hôm nay trước khi đến với phần phỏng vấn sau trận đấu của chúng tôi cùng với MVP của trận đấu ngày hôm nay.
này, như vậy là trận đấu thứ 8 ở giải VB 2022 giữa câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins đã khép lại với điểm số là 95-81. Và chúng ta cũng đã theo dõi được màn cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội, và đây có thể xem là một trận đấu vô cùng cởi mở khi hai đội ghi được rất nhiều điểm số. Và Nha Trang Dolphins, đội thắng cuộc, đã ghi hơn 90 điểm và 95 trong trận đấu ngày hôm nay. Và bên cạnh Tường Vân, đây là MVP, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Nha Trang Dolphins, Jackson Cleveland, khi anh ghi được 27 điểm và 10 pha kiến tạo và 3 pha bóng mất mặt bản trong chiến thắng này của Dolphins. Hello Jackson, congratulations. So what is the most quarter of the game? I just the like, most like the most difficult quarter of the game. I just like how we competed all game. We could have went away here in the second quarter, but we just kept battling, and I like our group right now. Beating all teams of Ho Chi Minh City, like the last game of Saigon Heat, and this time the City Wings, and now you guys move on top of the standings. So how does it feel? We know the season's early right now. We can't really focus on the standings right now. It's only been two games, but it definitely feels good to get two wins here against two really good teams. You play full game. Yeah, I saw the stats that you play 40 minutes of full game. So, yeah. But in future, the younger players, the local, yeah, have to improve. For sure. We got a bunch of hungry guys on the bench. We know they'll improve. They'll definitely come in here in the season. We're going to need them, so that's big for us. But right now, we're just going to enjoy this win. We got a week to kind of prepare for the next game and just see where we can get better. Thưa quý vị, Jackson chia sẻ rằng hiệp đấu mà anh cảm thấy khó nhất đó chính là hiệp 2, và chúng ta cũng đã thấy được màn rượt đuổi điểm số vô cùng quyết liệt giữa hai đội. Và khi Vân hỏi là khi giành chiến thắng được trước cả hai đại diện của khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hai đội rất mạnh, đó là Duke và The Saigon Heat, và lần này là City Wings, thì anh Jackson cảm giác rất là vui. Nhưng đây cũng chỉ mới là giai đoạn đầu của mùa giải, và họ sẽ tìm ra được những cái chiến lược phù hợp hơn và cũng tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam phát triển, tiến bộ hơn, bởi vì mùa giải còn rất là dài. Và chắc chắn là sau từng trận đấu thì ban huấn luyện của các đội đều sẽ nghiên cứu lại trận đấu để có thể cải thiện được lối chơi của mình, cũng như là phát huy hết tất cả sức mạnh của tất cả các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam. Và Jackson hôm nay là cầu thủ duy nhất của trận đấu này thi đấu trọn vẹn 40 điểm. Và trong một trận đấu cởi mở và với nhịp đấu rất nhanh như thế thì chúng ta có thể thấy cầu thủ này có sức khỏe rất là bền bỉ, và anh tham gia rất nhiều tất cả ở các khâu tấn công cũng như là phòng ngự trong trận đấu này. Và một lần nữa xin chúc mừng Nha Trang Dolphins, và với hai chiến thắng lần trước là với Sài Gòn Heat và lần này là trước City Wings, thì đại diện của thành phố biển Nha Trang đã vươn lên đầu bảng xếp hạng, xoán ngôi đầu bảng của Sài Gòn Heat. Và họ sẽ có đến 5 ngày nghỉ để có thể trở về sân nhà và đón tiếp lại chính đối thủ này trên sân nhà của mình, đón tiếp City Wings. Và trong khi đó thì câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings thì họ chỉ có 3 ngày nghỉ mà thôi. Họ sẽ được tiếp tục thi đấu ở sân nhà và đón tiếp Đà Nẵng Dragons, là để xem là họ có thể giành được chiến thắng đầu tiên ở sân nhà hay không. Thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi những trận đấu tiếp theo ở VBA của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình truyền hình trực tiếp VBA 2022, trận đấu giữa City Wings và Nha Trang Dolphins của chúng tôi xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo.